Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Taiki English. Đây là chương trình học tiếng Anh lớp 5. Trong chương trình này thì cô Hương sẽ hướng dẫn các em những nội dung chính trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5. Và ngày hôm nay thì cô Hương sẽ hướng dẫn các em bài đầu tiên là bài số 1, Unit 1, What's Your Address? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Lesson 1 của bài này nhé. Phần đầu tiên của Lesson 1 là phần Look, Listen and Repeat. Các em sẽ được nghe một đoạn hội thoại. Sau đó thì các em sẽ lặp lại theo những câu mà các bạn trong đoạn hội thoại này cùng nói nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cùng nghe đoạn hội thoại này trước. Cô sẽ mở đoạn hội thoại này, các em hãy lắng nghe. Và nếu được thì các em sẽ vừa nói theo và vừa viết nó lại xuống giấy vở của mình nhé. Okay, bây giờ hãy cùng lắng nghe, cùng cô lắng nghe bài này nhé. Lát nữa thì cô sẽ chỉ cho các em từng câu một, từng từ một, từng cách nói của từng từ một trong đoạn này. Tuy nhiên bây giờ thì các em cứ lắng nghe và nếu được hãy nói theo và viết lại phần hội thoại này xuống giấy vở của mình nhé. Now listen, chúng ta sẽ cùng nghe nào. Page 6, Unit 1. What's your address? Lesson 1, Activity 1. Look, listen and repeat. A. Hi, Nam. Nice to see you again. Hi, Mai. Nice to see you, too. Mai, this is Chung. He's a new pupil in our class. B. Hello, Chung. Nice to meet you. Nice to meet you, too. C. Where are you from, Chung? I'm from Da Nang, but now I live with my grandparents in Hanoi. D. What's your address in Hanoi? It's 81 Chan Hung Dao Street. Where do you live? I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Vừa rồi các em đã được nghe đoạn hội thoại trong phần 1 của Lesson 1, Look, Listen and Repeat. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em kỹ từng câu một để các em thể hiểu hơn bài này nhé. Không biết là vừa rồi khi nghe các em có nghe được hết bài này không nhỉ? Nếu như các em nghe được thì rất là tốt, còn nếu như các em chưa nghe được hết thì không sao cả. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn từng phần một. Cô tin là sau khi mình được học và được hướng dẫn từng câu từng phần một trong bài này thì các em sẽ nghe lại bài này sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng đến với câu đầu tiên trong đoạn này nhé. Đầu tiên, bạn Mai đến trường và bạn ấy gặp bạn của mình nên là bạn ấy đã chào là Hi Nam. Bạn ấy gặp bạn Nam nên bạn đã chào như thế này, Hi Nam. Khi mà các em gặp ai đó, gặp bạn bè của mình thì các em có thể dùng là hi, sau đó mình thêm tên của bạn ấy đằng sau, hi Nam, chào Nam. Và sau khi chào Nam xong thì Mai còn nói là nice to see you again, nice to see you again, rất vui được gặp lại bạn. Thì khi các em gặp lại bạn của mình thì các em có thể nói câu này, nice to see you again. Bây giờ cô sẽ nói lại từng từ một nhé, nice to see you again, nice to see you again. Em có thể nói như vậy nhé. Và khi mình gặp bạn của mình thì mình có thể nói cả câu là Hi Nam, nice to see you again. Hi Nam, nice to see you again. Very good. Tiếp theo, khi mà nghe Mai chào như vậy thì Nam cũng chào lại là Hi Mai, Hi Mai. Mình thể chào như vậy. Tiếp theo, và bạn Nam còn nói là nice to see you too. Nice to see you too. Từ too ở đây có nghĩa là cũng, tức là khi bạn Mai còn nói là nice to see you again, rất vui được gặp lại bạn. Thế thì bạn Nam bạn cũng trả lời lại là mình cũng rất vui được gặp lại bạn. Mình cũng rất vui được gặp lại bạn. Nice to see you too. Nice to see you too. Nice to see you too. Ok, và bạn tiếp theo, bạn ấy có giới thiệu cái người bạn đứng ở bên cạnh bạn ấy thì là bạn Trung. This is Trung. Đây là cách mà các em có thể giới thiệu một ai đó. Mình có thể dùng là cụm là this is. This is. Đây là this is Trung. Đây là Trung. Và khi mà mình muốn giới thiệu bạn của mình cho một ai đó thì các em có thể dùng cấu trúc như thế này nhé. This is. Và thêm tên của người đó đằng sau. This is Trung. This is Chung. Các em cứ nghe kỹ cô nói và mình bắt chước lại theo nhé. Tiếp theo, câu tiếp theo trong đoạn hội thoại này thì mình sẽ có một từ, đó là từ pupil. Pupil, từ này là từ học sinh. Các em nghe kỹ cô nói và mình bắt chước lại theo nhé. Từ này mình sẽ đọc là pupil. Pupil. Tiếp theo mình có một từ khác, đó là từ mới. Thì mới trong tiếng Anh mình sẽ đọc là new. New.
Vừa rồi thì bạn Nam có giới thiệu là this is Trung, đây là bạn Trung, và bạn ấy có giải thích thêm, đấy là học sinh mới, bạn ấy là học sinh mới, thì mình có từ học sinh mới, mình sẽ nói là new pupil, học sinh mới, new pupil. Ok, one more time, new pupil. Right. Và mình sẽ có cả câu, cậu ấy là học sinh mới, he is a new pupil in our class. He is a new pupil in our class. Cậu ấy là học sinh mới trong lớp của chúng ta. He is a new pupil in our class. He is a new pupil in our class. Cậu ấy là học sinh mới trong lớp của chúng ta. Ok. Và tiếp theo thì trong trường hợp này các em lưu ý nhé. Ở câu vừa rồi mình dùng là he is. Tuy nhiên đây là cách dạng đầy đủ thì các em phải dùng là he is. Tuy nhiên còn trong văn nói thì người ta sẽ rút gọn lại, người ta không nói là he is nữa mà nó sẽ nói là he's. Mình sẽ dùng viết tắt luôn là he's. Các em lưu ý nhé. Thế nên thay vì mình nói là he is a new pupil in our class thì nó sẽ rút gọn lại thành he's a new pupil in our class. He's a new pupil in our class. Mình sẽ không dùng he is nữa mà mình sẽ dùng dạng rút gọn lại thành he's. He's a new pupil in our class. Như vậy. Ok, tiếp theo mình sẽ cùng ôn lại một chút đoạn này nhé. Đoạn đầu tiên thì Mai và có nói, Mai có đến lớp và chào các bạn trong lớp. Hi Nam, nice to see you again. Và Nam trả lời lại là hi Mai, nice to see you too. This is Jung, he's a new pupil in our class. Yeah, đây là đoạn đầu tiên nhé. Mình sẽ cùng dịch lại một chút. Cô sẽ dịch lại một chút để cho các em hiểu hơn về đoạn này. Hi Nam, chào Nam. Nice to see you again. Sẽ rất vui được gặp lại bạn. Hi Mai, chào Mai. Nice to see you. Nice to see you too. Mình cũng rất vui được gặp lại bạn. This is Jung. Đây là Jung. He's a new pupil in our class. Và cậu ấy là học sinh mới trong lớp của chúng ta. Thế thì sau khi mà Nam đã giới thiệu về Jung thì chúng ta sẽ cùng sang đoạn tiếp theo xem phần tiếp theo là gì nhé. Ok, phần tiếp theo thì sau khi mà được giới thiệu, được Nam giới thiệu về Trung thì Mai đã quay sang chào Trung. Hello Trung. Mình sẽ có từ xin chào đây là hello. Hello. Em lưu ý nhé, từ này trọng âm rời âm tiết thứ hai. Low là các em nhấn vào từ low ở đằng sau. Hello. Hello. Hello Trung. Chào Trung. Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Khi mà các em lần đầu tiên gặp một ai đó thì các em phải dùng cái cụm là nice to meet you. Nice to meet you là rất vui được gặp bạn. Hello Trung, nice to meet you. Tiếp theo khi mà Mai chào như vậy thì Trung sẽ nói lại là nice to meet you too. Nice to meet you too. Mình cũng rất vui được gặp bạn. Nice to meet you too. Mình sẽ ôn lại một chút cả đoạn này nhé. Hello Trung, chào Trung. Nice to meet you, rất vui được gặp bạn. Nice to meet you too. Mình cũng rất vui được gặp bạn. Tiếp theo mình sẽ có đoạn tiếp sau khi mà Trung và Mai chào hỏi nhau thì mình sẽ xem các bạn ấy làm gì tiếp theo nhé. Sau đó thì Mai có hỏi thêm về quê quán của bạn Trung. Thì khi mình muốn hỏi xem ai đó ở đâu hoặc đến từ đâu thì mình sẽ dùng với từ để hỏi là where. Where, where là ở đâu. Và mình muốn hỏi xem cả câu là bạn ở đâu, bạn đến từ đâu thì mình sẽ dùng là where are you from. Và ở đây vì Mai hỏi Trung nên bạn ấy sẽ có thêm từ Trung phía đằng sau. Where are you from Trung? Where are you from Trung? Các em lưu ý nhé, khi các em muốn hỏi xem quê quán của ai đó hoặc ai đó đến từ đâu thì các em sẽ sử dụng cái câu là where are you from. Where are you from? Where are you from? Và trong câu này thì Mai sẽ hỏi là where are you from, Trung? Where are you from, Trung? Và Trung sẽ trả lời là I'm from Đà Nẵng. Bạn đến từ Đà Nẵng thì nên bạn sẽ trả lời là I'm from Đà Nẵng. I'm from Đà Nẵng. Ok. Tiếp theo thì Mai có muốn hỏi tiếp thì mình có từ sống. Sống ở đâu đó thì mình sẽ dùng với từ là live. Leave. Các em lưu ý nhé, từ này có âm V ở cuối thì các em nhớ để âm V ra. Leave. Leave. Very good. Và mình, bạn ấy muốn hỏi là thế bạn sống, tôi sống cùng với ông bà. Thế từ ông bà trong tiếng Anh mình sẽ có là grandparents. Grandparents. Các em nghe kỹ cô nói nhé và mình sẽ cùng nói lại từ này nào. Grandparents. Grandparents. Ok, one more.
grandparents. Các em cứ nghe phần âm mà cô nói, sau đó các em phải bắt chước lại theo nhé. Bạn nào mà muốn học tốt hơn về phần âm thì các em có thể học theo khóa phát âm chuẩn tiếng Anh. Còn bây giờ thì các em cứ nghe và bắt chước theo cô nói đã nhé. Grandparents. Very good. Và sau đó thì Trung còn nói là vì bạn đến từ Đà Nẵng nhưng bây giờ thì bạn ấy sống ở Hà Nội cùng với ông bà. Bạn trả lời là nhưng bây giờ tôi sống cùng với ông bà ở Hà Nội. But now I live with my grandparents in Hà Nội. But now I live with my grandparents in Hà Nội. But now I live with my grandparents in Hà Nội. Okay. Tiếp theo, mình sẽ cùng ôn lại cả đoạn này nhé. Where are you from, Chung? I'm from Đà Nẵng, but now I live with my grandparents in Hà Nội. Okay. Đoạn tiếp theo mình sẽ có là bạn ấy sẽ hỏi về địa chỉ thì mình có từ địa chỉ trong tiếng Anh là address. Address. Các em nghe kỹ cô nói và bắt chước theo nhé. Address là địa chỉ. Address. Và từ tiếp theo mình sẽ có cả câu hỏi. Mình có cả câu khi mà các em muốn hỏi về một về địa chỉ của ai đó thì mình sẽ dùng cả câu là What is your address in Hà Nội? Thì vì vừa rồi Trung muốn nói là bạn ở đâu ở Hà Nội, bạn ở Hà Nội. Thế bây giờ Mai sẽ hỏi là địa chỉ của bạn ở Hà Nội là gì? Địa chỉ của bạn ở Hà Nội là gì? What is your address in Hà Nội? Mình ôn lại một chút nhé. Khi mà muốn hỏi về địa chỉ thì các em phải hỏi là What is your address? Và trong câu này vì Mai muốn biết chính xác là Trung ở địa chỉ nào ở Hà Nội nên bạn thêm từ in Hà Nội ở phía đằng sau. What is your address in Hà Nội? What is your address in Hà Nội? Và ở đây mình có what is là cách hỏi đầy đủ. Tuy nhiên ở trong văn nói người ta không dùng what is nữa mà người ta sẽ viết tắt thành what's. What is sẽ được viết tắt thành what's. What's your address in Hà Nội? What's your address in Hà Nội? What's your address in Hà Nội? Và nói nhanh hơn mình sẽ thành what's your address in Hà Nội? Yeah, đây là cách mà mình sẽ hỏi về địa chỉ nhé. Tiếp theo thì bạn nào chung bạn ấy có trả lời là is 81 Trần Hưng Đạo Street. Tức là bạn Trung thì bạn ấy ở số 81 của Trần Hưng ở đường Trần Hưng Đạo. Is 81 Trần Hưng Đạo Street. Hay số 81 mình sẽ đọc là 81. Từ đường phố mình sẽ đọc là street. Và Trung sẽ trả lời là is 81 Trần Hưng Đạo Street. À mình thì ở số 81 đường Trần Hưng Đạo. Đây là cách mà các em sẽ có thể trả lời khi ai đó hỏi về địa chỉ nhà của mình nhé. Trung lại hỏi lại Mai là bạn ấy sống ở đâu? Where do you live? Where do you live? Là bạn sống ở đâu? Khi mà em muốn hỏi xem ai đó sống ở đâu thì các em sử dụng câu này nhé. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Very good. Và mình có một từ vựng mới là từ flat. Flat là căn hộ. Flat, em cứ nghe và nói theo cô nhé. Flat, căn hộ. Tiếp theo mình có từ nữa là từ floor. Floor, từ này bình thường có nghĩa là sàn nhà. Tuy nhiên trong trường hợp này thì các em phải hiểu từ floor là có nghĩa là tầng. Ở tầng nào, tầng thứ bao nhiêu thì mình phải dùng được với từ floor. Floor. Và mình có tiếp nữa, đó là từ tower. Tower có nghĩa là tòa tháp. Tower. Tower, các em lưu ý từ này nhé. Ok, next. Ở đây là bạn ấy đã trả lời, Mai đã trả lời là I live in flat 18. I live in flat. Từ này vừa rồi cô đã hướng dẫn các em nói rồi đúng không? Flat, căn hộ 18 on the second floor. Floor đây có nghĩa là tầng. Second floor là tầng 2 of Hà Nội Tower. À tôi thì sống ở căn hộ số 18 ở trên tầng 2 của tòa nhà Hà Nội. Đây là cách, đây là địa chỉ của bạn Mai. Và đây cũng là cách mà các em có thể nói về nơi mà mình ở. I live in, tôi sống ở đâu đó. I live in flat 18 on the second floor of Hà Nội Tower. I live in flat 18 on the second floor of Hà Nội Tower. Bây giờ mình sẽ cùng ôn lại một chút với cả đoạn phần số 1 là look, listen and repeat. Đây là đáp án của cả đoạn này. Bây giờ các em sẽ cùng nghe lại audio một lần nữa và các em sẽ nghe, vừa nhìn lên đáp án và các em sẽ đọc lại phần này nhé. Page 6, Unit 1.
What's your address? Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hi, Nam. Nice to see you again. Hi, Mai. Nice to see you, too. Mai, this is Chung. He's a new pupil in our class. B. Hello, Chung. Nice to meet you. Nice to meet you, too. C. Where are you from, Chung? I'm from Da Nang, but now I live with my grandparents in Hanoi. D. What's your address in Hanoi? It's 81 Chan Hung Dao Street. Where do you live? I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ đến với phần 2, Point and Say. Các em sẽ, trong phần này các em sẽ luyện tập hỏi và trả lời. Mình sẽ cùng luyện tập với câu hỏi là What's your address? What's your address? Là địa chỉ của bạn ở đâu? What's your address? Và ở đây mình sẽ cùng học một số các từ vựng mới nhé. Ví dụ mình sẽ có từ lane. Lane, từ này có nghĩa là đường phố, lane, đường nào đó. Ví dụ các em phải nhìn vào bức tranh này, nó có ghi là Hòa Bình. Thế thì mình có thể hiểu đấy là đây là đường Hòa Bình, Hòa Bình Lane, Hòa Bình Lane. Và ở trong phần này, khi mà các em nhìn vào địa chỉ này, mình sẽ thấy nó có tên đường Hòa Bình này, xong lại có số nhà là 105. Khi các em phải trả lời là Is 105 Hòa Bình Lane. Is 105 Hòa Bình Lane. À, nó ở đường số 1, nó ở 105 đường Hòa Bình. Thì các em phải trả lời như vậy. Khi mà có ai đó có hỏi em là What's your address? What's your address? Và địa chỉ nhà của các em là ở 105 Hòa Bình, đường Hòa Bình, thì mình sẽ trả lời là Is 105 Hòa Bình Lane. Is 105 Hòa Bình Lane. Mình sẽ đến với câu hỏi địa chỉ tiếp theo nhé. Khi mà mình ở đây các em nhìn thấy trong bức tranh này thì nó là giống một ngôi làng đúng không? Nó ở trong một làng. Thế thì mình có từ ngôi làng hay ngôi làng trong tiếng Anh là village. Village. Các em cứ nghe và check theo cô nhé. Village. Và ở làng mình có từ tiếp theo là từ đường. Con đường thì mình sẽ có từ là road. Road. Các em nghe và nói theo lại theo cô nhé. Road. Ok, tiếp theo. Ví dụ ở đây mình có địa chỉ nhà là số 97. Số 97 ở đường làng, trong một ngôi làng cạnh đường như này, thì mình sẽ trả lời là Is 97 Village Road. Is 97 Village Road. Is 97 Village Road. Very good. Tiếp theo mình sẽ cùng để ôn lại một đoạn này nhé. Các em có thể hỏi là What's your address? What's your address? Và mình trả lời lại là Is 97 Village Road. Is 97 Village Road. Mình có từ tiếp theo là từ đường phố. Mình có thể dùng với từ là street. Street. Và mình ở 75 Hai Bà Trưng, đường Hai Bà Trưng. Is 75 Hai Bà Trưng Street. Is 75 Hai Bà Trưng Street. Is 75 Hai Bà Trưng Street. Mình sẽ cùng ôn lại một chút nhé. Mình sẽ hỏi, ví dụ như là các em có thể làm thực hành theo đôi. Một bạn hỏi, một bạn trả lời. Một bạn hỏi là What's your address? Bạn ấy trả lời lại là Is 75 Trần Hưng Đạo. Sorry, Is 75 Hai Bà Trưng Street. That's right. Mình sẽ cùng đến với địa chỉ tiếp theo nhé. Trong địa chỉ tiếp theo thì các bạn ấy lại nói đến trong địa chỉ tiếp theo thì ở trong một căn hộ. Thì mình, các bạn em còn nhớ từ căn hộ vừa rồi cô đã có hướng dẫn. Thì căn hộ là flat. Flat là căn hộ. Is flat 8. Nó ở căn hộ số 8. Second floor. Second floor. Second là thứ 2. Floor là tầng. Ở tầng thứ 2. City tower. Tower các em vừa nói có cô hướng dẫn ở trên là tòa tháp hay là tòa nhà. Thế thì city tower là tòa nhà thành phố. Ok, em sẽ cùng ôn lại nhé. Is flat 8. Second floor. City tower. Nó ở căn hộ 8, tầng 2 của tòa nhà thành phố. Ok, em sẽ cùng nghe và luyện lại câu này một lần nữa nhé. It's flat 8, second floor, city tower. Very good. Tiếp theo, mình sẽ cùng luyện lại nhé. Các em có thể hỏi là What's your address? What's your address? Mình trả lời lại là
is flat 8, second floor city tower. Bây giờ mình sẽ cùng đến với phần thứ 3. Trong phần này, phần thứ 3 chính là phần let's talk. Phần này sẽ là phần mà các em thực hành hỏi đáp với nhau. Thì mình sẽ có câu hỏi, các em này hỏi là where are you from? Where are you from? Thì mình sẽ trả lời lại là I'm from. Mình đến từ đâu thì mình điền vào phía đằng sau này. Ví dụ, where are you from? I'm from Bắc Giang. Like that. Hoặc là what's your address? What's your address? Là địa chỉ của bạn là gì? It's. Rồi đó các em nói địa chỉ ra. Ví dụ như là it's flat 8, second floor, city tower. Ví dụ như vậy thì các em có thể trả lời trong phần đó như vậy. Thì phần số 3 này chính là phần let's talk. Let's talk có nghĩa là hãy cùng nói. Phần này sẽ chỉ là phần ôn tập để các em có thể luyện tập phần hỏi đáp về các câu hỏi mà các em đã được học ở trong bài này. Thì các em có thể là luyện thêm nhé. Mình có thể tìm thêm bạn để mình cùng luyện cùng để phần nói của mình được tốt hơn. Bây giờ mình sẽ cùng đến với phần số 4. Phần số 4 trong bài này nó sẽ là listen and complete. Listen and complete. Các em sẽ cùng nghe một đoạn hội thoại. Cùng nghe một đoạn hội thoại. Và các em sẽ trả lời các câu này. Mình sẽ điền vào các vị trí còn trống như thế này. Ở đây thì nó sẽ là liên quan đến địa chỉ nhà của các bạn này. Bây giờ các em sẽ cùng nghe audio, cùng nghe đoạn hội thoại này. Sau đó các em sẽ điền vào những chỗ trống trong câu này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn hội thoại này nhé. Page 7. Activity 4. Listen and complete. 1. What's your address, Linda? It's 208 High Street. 2. Where do you live, Tony? I live at 321 Green Lane. 3. What's your address, Peter? It's 765 White Street. 4. Where do you live, Tom? I live on the second floor of City Tower. Bây giờ là đoạn hội thoại, các em có nghe rõ phần này không? Và không biết các em đã hoàn thiện xong bảng này chưa nhỉ? Nếu bạn nào mà hoàn thiện xong rồi và các em nghe được hết thì rất là tốt. Còn những bạn nào nếu như các em chưa nghe được hết và chưa hoàn thiện được xong bảng này thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em chi tiết từng câu một trong bài vừa rồi để các em có thể điền được bảng này nhé. Ok, đầu tiên, câu đầu tiên, phần số 1 khi mà hỏi về Linda. Thì trong bài này bạn ấy có hỏi câu đầu tiên là what's your address, Linda? What's your address, Linda? Các em nhớ nhé, câu này nó hỏi về địa chỉ. What's your address, Linda? Và sau đó bạn Linda có trả lời là is 208 High Street. Is 208 High Street. À thì mình ở số 208 đường cao. Cũng nghĩ cái này thì mình lên dịch là đường, mình sẽ dùng là High Street để cho nó dễ hơn. Còn nếu dịch cho tiếng Việt thì nó sẽ là đường cao như thế này. Okay, tiếp theo, phần tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo thì người ta sẽ hỏi là where do you live, Tony? Where do you live, Tony? À, bạn ở đâu? Bạn sống ở đâu thế hả, Tony? Where do you live, Tony? Và Tony trả lời là I live at 321 Green Lane. I live at 321 Green Lane. Mình sẽ cùng nói lại một lần nữa nhé. I live at 321 Green Lane. Okay, mình thì sống ở 321 đường Green. Cô có thể dịch thành tiếng Anh này cho nghe cho nó hay hơn nhé. Okay. Và tiếp theo phần số 3. Phần số 3 thì người ta sẽ hỏi là what's your address, Peter? What's your address, Peter? Oh, bạn thợ, địa chỉ của bạn là gì thế hả, Peter? Và Peter trả lời là is 765 Y Street. À thì mình ở, nó ở số 765 đường White. Is 765 Y Street. Next one, mình sẽ đến phần tiếp theo. Phần số 4. Where do you live, Tom? Where do you live, Tom? Bạn sống ở đâu vậy hả, Tom? Và Tom có trả lời là I live on the second floor of City Tower. I live on the second floor of City Tower. Mình thì sống ở tầng thứ 2 của tòa nhà thành phố. I live on the second floor of City Tower. Right. Thì đây là bốn đoạn hội thoại trong bài vừa rồi trong phần số 4 để mình trả lời cho bốn câu về nơi ở của Linda, Peter, Tom and Tony. Bây giờ mình sẽ cùng đến với đáp án của bài vừa rồi nhé.
Ok, đầu tiên với mình sẽ có đây là câu số 1 là với Linda. Các em điền Linda ở đây là gì nhỉ? Bạn ấy sống ở bao nhiêu High Street? Các em còn nhớ không? Các em đáp án điền ở đây sẽ là ok, 208. Địa chỉ của Linda sẽ là 208 High Street. Các em lưu ý nhé, mình sẽ kiểm tra lại xem mình điền đúng chưa. Nếu mình điền đúng rồi thì chúc mừng các em. Còn nếu như mình chưa đúng thì mình sẽ sửa lại nhé. Và tiếp theo mình sẽ có là của Tony. Tony sẽ là 321 Green Lane. 321 Green Lane. Các em đã làm đúng phần này chưa? Nếu đúng rồi thì chúc mừng các em nhé. Okay. Và đến phần số 3, địa chỉ của phần số 3 là địa chỉ của Peter. Thì Peter, địa chỉ của bạn ấy sẽ là 765 Y Street. Em điền vào đây là từ Y Street nhé. Và phần tiếp theo là phần của Tom, địa chỉ của Tom là the second floor of City Tower. The second floor of City Tower. Các em hãy xem lại phần đáp án nhé. Nếu như bạn nào đã điền đúng hết toàn bộ đáp án này rồi thì xin chúc mừng các em. Còn nếu như mình chưa chính xác thì mình hãy có thể là quay lại video để mình nghe lại đoạn hội thoại vừa rồi và mình điền lại vào bảng như thế này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần 5 trong bài số 1. Phần 5 này chúng ta sẽ học về read and complete. Ở đây mình sẽ có 4 từ vựng tương đương với các em sẽ cần phải điền 4 từ này vào 4 chỗ trống trong đoạn hội thoại, trong đoạn văn như thế này. Thì từ đầu tiên ở đây mình có cô sẽ giải thích nghĩa của một cách từ phía trong ô vuông như này nhé. Từ đầu tiên mình có từ là street. Street có nghĩa là gì nhỉ? Street là đường phố. Tiếp theo từ address. Address có nghĩa là địa chỉ. Và từ leaves có nghĩa là leaves có nghĩa là sống. Và từ from, từ cuối cùng là từ from là từ. Ví dụ như mình đến từ đâu đó thì mình sẽ dùng với từ là from. Bây giờ thì mình sẽ cùng điền vào bài này nhé. Mình có câu đầu tiên, Chung is a new pupil in class 5B. Chung is a new pupil in class 5B. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Các em có biết câu này nghĩa là gì không? Từ pupil mình vừa được học phía trên thì từ này có nghĩa là học sinh. Câu này có nghĩa là Chung là một học sinh mới ở trong lớp 5B. He is Đà Nẵng. Phần số 1 này các em sẽ điền là gì nhỉ? He is, ở đây sẽ là gì? Đáp án gì sẽ phù hợp? Street, address, lives or from. Đáp án này sẽ là đáp án phù hợp nhỉ? Đáp án phù hợp đây sẽ là từ from. Chung, he is from Đà Nẵng. Tức là anh ấy, cậu ấy thì đến từ Đà Nẵng. He is from Đà Nẵng. Tiếp theo, now he. Số 2 là mình sẽ điền là gì nhỉ? Now he with his grandparents. Grandparents là grandparents, các em nhớ nhé. Từ này có nghĩa là ông bà. Anh ấy như thế nào với ông bà của anh ấy ở Hà Nội? Thì ở đây từ điền phù hợp trong ba từ còn lại sẽ là từ lives. Anh ấy sống cùng với ông bà ở Hà Nội. Các em sẽ điền từ lives ở đây nhé. Tiếp theo mình sẽ đến với câu số 3. Câu số 3 là his is 81 Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm District. District là quận, quận Hoàn Kiếm. Thì ở câu số 3 này thì các em nghĩ từ nào trong hai từ street và từ address là phù hợp nhỉ? Ok, và số 3 này, câu số 3 mình sẽ điền với từ address. Đúng rồi, từ address là từ phù hợp cho câu số 3 này. Và vị trí cuối cùng, vị trí số 4 sẽ còn là từ street. Câu này có nghĩa là địa chỉ của anh ấy là 81 đường Trần Hưng Đạo và quận Hà Hoàn Kiếm. Thì đây là đáp án đầy đủ của phần số 5 trong bài số 1. Các em hãy xem lại phần này, có phần nào chưa hiểu thì em phải tua lại video để mình xem lại phần đó nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em toàn bộ nội dung trong bài Unit 1 What's Your Address Lesson 1 với 5 phần khác nhau. Thì nếu bạn nào các em còn chưa nắm rõ thì các em có thể xem lại video để mình hiểu hơn về nội dung của bài này nhé. Để nhận được thông báo về các bài học tiếp theo thì các em phải đăng ký kênh subscribe ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em vào tối thứ năm hàng tuần lúc 19 giờ. Goodbye and see you next time. Bye bye.